Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh du lịch của Thành Lê USA nha Bây giờ mình xin thử thử với mọi người một chủ đề rất nóng bỏng nữa đó là chủ đề gì nền kinh tế nước Mỹ giữa đại dịch à, Cái như là mọi người đã nghe nói rồi có rất nhiều tiểu bang của Mỹ đang cùng kịch mở cửa cũng như là một số tiểu bang như Georgia, Oklahoma, Alaska, South Carolina đồ đá bắt đầu mở cửa từ từ rồi à, Vậy câu nói là tại sao nước Mỹ số người nhiễm bệnh cao như vậy, số người chết cao như vậy ha, à, vẫn tình hình vẫn còn nguy hiểm như vậy nhưng mà lại mở cửa đó là, cái là câu trả lời đó Tại vì mọi người nên nhớ là dịch bệnh á, sẽ kéo dài cho tới năm sau luôn Vừa qua tới năm sau cũng không có gì bảo đảm là sẽ có vaccine hay thuốc men về để mà à, chữa trị hết á Đúng không? Thành ra là không có chuyện mà cả thế giới này, cả nước Mỹ này Sẽ đóng cửa cách dạng xã hội đứng im chờ cho tới năm sau được hết không? Đó là chuyện không thể nào xảy ra à, Thành ra à, Đối <laughs> đối với một nước mà lớn mạnh như Mỹ nữa Mở cửa lại càng phải cấp bách nữa Như mọi người đã thấy hởm gài á À, mới có cỡ tháng mà đã hai mấy triệu người thất nghiệp rồi Mọi người hãy tưởng tượng nếu mà kéo thêm cỡ 1 tháng nữa đi Tới đó học chừng 50 triệu người thất nghiệp luôn chứ thêm hai mấy nữa Thành ra là tình huống đó rất là nguy hiểm ha Rồi 50 triệu, rồi mấy chục triệu người thất nghiệp á Tức là họ sẽ cần gì? Họ sẽ cần trợ cấp Họ sẽ cần hỗ trợ kinh tế Họ sẽ cần uh, uh, hỗ trợ tiền Rồi gia đình họ còn cần hỗ trợ ha và, và cái số lượng thay vì họ đi làm bình thường thì họ sẽ tạo ra bao nhiêu tiền thế, bao nhiêu giá trị kinh tế, à, bao nhiêu uh, giá trị trí tệ vào nền kinh tế à, Còn nếu mà họ không đi làm là coi như họ không có tạo ra gì hết mà họ phải uh, chờ nhà nước chính phủ Mỹ hỗ trợ lại họ nữa Thành ra mà đâu phải cái số lượng hai mấy triệu người thất nghiệp là đứng im đó Mỗi ngày sẽ mỗi tăng, à, nếu mà càng đóng cửa lâu chừng nào thì càng sẽ kéo dài chừng đó Thành ra biết nguy hiểm nhưng mà chờ thành ra là đối với nước mỹ và thế giới đó, đó là đó là nguyên nhân vì sao ta phải mở cửa đó mặc dù biết nguy hiểm đó nhưng mà sao đó là phải chấp nhận sống với lũ tại vì cái cơn lũ này nó sẽ kéo dài qua tới năm sau luôn chứ không phải là nó vài tháng nữa ha thành ra nhân loại buộc lòng là phải sống chung với lũ ha mở cửa ha dĩ nhiên là không thể nào mà làm mà. trước tiên là cũng cho dù mở cửa đi nữa thì mọi người nên hiểu là chỉ mở cửa là để làm ăn để cứu giảng nền kinh tế để cho nó không có bị xuống giống như là cái thời đại suy si, si thoái mà lúc đó mấy chục phần trăm uh, uh, số người mỹ bị thất nghiệp hay là mấy chục phần trăm dân thế giới bị uh, thất nghiệp nhưng mà cứu nền kinh tế ở đây là không có làm cho số người thất nghiệp bị nhiều như vậy ha làm giảm cái tỷ lệ người thất nghiệp xuống còn có bao nhiêu triệu người thay vì phải lên mấy chục triệu người à ha. và đại khái là cầm cự nền kinh tế cho tới khi mà có thuốc đó là cái mục đích mà mở cửa nữa. À, mở cửa lại một số ngành kinh doanh không thiết yếu ha tại vì cho dù có mở cửa lại mà thời buổi giờ mà vừa không có thuốc vừa không có vaccine vừa không có cái gì hết đại khái là giờ không có cái gì để mà có thể chặn lên virus hết thành ra cho dù mở cửa lại ha, thì trước tiên những cái người nào đó mà người ta đi làm á thì người ta ngại đi làm hoặc là thứ hai cho dù người ta không ngại đi làm nữa thì các cơ sở kinh doanh nó cũng không có mướn nhiều người giống như lúc trước tại vì nó không có cái, cái lượng khách nhiều như lúc trước lúc trước thì cái lượng khách nó một ngày <laughs> có bao nhiêu người vô đi ngày có vài trăm người vô đi thì bây giờ cao lắm là ngày vài chục người vô tại vì cái người, những cái người khách nó, họ sợ đi ra vô mấy chỗ công cộng đó họ sợ bị phơi nhiễm bị lây bệnh nữa à, rồi, nếu mà kinh doanh mà không có đưa, được nhiều tiền như là lúc xưa nữa thì các doanh nghiệp các cơ sở làm ăn nó đâu có mướn nhiều nhân viên như lúc trước nữa À, tại vì ốc trước nó mướn 20 người thì bây giờ cao lắm nó mướn 5-10 người à, Tại vì nếu mà lượng khách không có thì đâu có cần phải mướn nhiều người làm cái gì à, Còn các hàng quán nhà hàng mọi người tưởng tượng xem nếu mà vào uh, cái nhà hàng hay bất cứ cái quán xá hay bất cứ cơ sở nào đó Tức là cái nơi công cộng có nhiều cái, uh, uh, đường để cho mọi người bị phơi nhiễm với virus và bị nhiễm bệnh Thì mọi người có thể ngồi ăn thoải mái hay ngồi chơi thoải mái không không à, tại vì cho dù có đặt những cái miếng mà mai ca mà để à, để che chắn đồ này kia đó nhưng mọi người nghĩ đâu phải chỉ có ăn ngồi ăn không ha à, mọi người phải à, coi menu phải đi toilet phải đi trả tiền phải à, ký ủy à, ha à, rồi phải à, kéo ghế ra rồi phải cầm cái tấu ăn rồi. nói chung là có vô số đường để mà bị phơi nhiễm với virus à, trong khi đó con virus nó chỉ cần có một cái cơ hội thôi để mà xâm nhập vào cơ thể là đủ rồi À, nó đâu cần nhiều nó chỉ cần một cơ hội là đủ rồi <laughs> nó chỉ cần một cái sự sơ hở thôi thành ra cái điều chắc chắn là gì cho dù có mở cửa thì à, nói chung là chỉ hạn chế cái tác động đối với nền kinh tế chứ không có chuyện mà mở cửa lên là nền kinh tế nó sẽ khôi phục và cũng không có chuyện mở cửa lên là số người mà người ta sử dụng dịch vụ người ta sẽ à, yên tâm đi mua sắm hay ăn chơi gì giống như trước đây hết không? thành ra là số người thất nghiệp đó, nó chỉ là giảm xuống thôi chứ nó không có chuyện mà nó Số người thất nghiệp và ba mấy chục triệu người thất nghiệp sẽ được khôi phục lại giờ có việc làm trong uh, từ đây tới năm sau. Thôi video đã dài, xin chào và tạm biệt cô chú anh chị các bạn nhé. Hy vọng mọi người thích những gì mình chia sẻ nhé. Thank you.